LinkedIn, Philip Nguyễn hủy lễ cưới, tặng 1,5 tỷ đồng cho công nhân mất việc. LinkedIn và Philip Nguyễn hủy lịch cưới dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh vì e ngại tình hình dịch bệnh. Cặp đôi dùng 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm để tổ chức lễ cưới tặng cho công nhân mất việc. Chiều ngày 27 tháng 4, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cùng LinkedIn và Philip Nguyễn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn, công nhân thất nghiệp. Số tiền 1,5 tỷ đồng gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn dành ủng hộ là kinh phí dự định tổ chức đám cưới của Philip Nguyễn và LinkedIn. Sau khi tổ chức hôn lễ tại Philippines vào tháng 3 vừa qua, cặp đôi dự định tiếp tục tổ chức tiệc mừng ngày 21 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến khó lường, tác động khó khăn đến kinh tế xã hội cả nước nói chung và thành phố nói riêng, gia đình đã chủ động hủy tiệc cưới. Sau khi có sự thống nhất từ gia đình, LinkedIn và chồng quyết định trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là mong muốn và sự chia sẻ của gia đình, thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với những hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện gia đình chia sẻ, thay mặt gia đình, LinkedIn bày tỏ, đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc. Trước đó chúng tôi cũng đã có một tổ chức lễ cưới ở Manila, Philippines. Khi dịch đã có dấu hiệu phức tạp, tôi cũng lo lắng và không muốn lễ cưới trở thành nơi phát tán những dịch bệnh. Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn hành động của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Nhất là Philip Nguyễn và LinkedIn đã đề cao ý thức vì cộng đồng, tránh không tụ tập đông người trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. LinkedIn và doanh nhân Philip Nguyễn công khai tình cảm tháng 8 năm 2019. Năm 2020, cả hai trục trặc và hàn gắn trở lại vài tháng sau đó. Đầu năm 2022, doanh nhân cầu hôn bạn gái, cả hai đính hôn tháng 5 năm 2022. LinkedIn sinh năm 1993, tên thật là Ngô Phương Linh, được biết tới khi tham gia nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Thể Lúc 2017. Cô từng thử sức trong lĩnh vực ca nhạc và diễn xuất.